Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất liên quan đến phiên phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm. Theo đó, chiều ngày 4 tháng 4, tòa án đã bác bỏ hoàn toàn các đơn kháng cáo của các bị cáo. Đồng thời, Viện Kiểm sát đối đáp lại luật sư của Đinh Thị Lan về việc vụ án không có ai là bị hại với những tội danh sẽ không có bị hại cụ thể. Không có ai là bị hại trong vụ án Nguyễn Phương Hằng như thông tin đã đưa trước đó, bị cáo Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đài Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đài Nam, có nộp đơn kháng cáo. Riêng bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo, hiện đang chấp hành bản án sơ thẩm. Tại tòa, đối đáp lại quan điểm của các luật sư, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng các bị cáo đã có hàng chục buổi livestream với các chủ đề được chuẩn bị từ trước, từng bị cáo Quân, Nhi, Hà, Tân có những vai trò nhất định trong các buổi livestream. Do đó, đây là hành vi phạm tội thuộc trường hợp có tổ chức vì có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Có hàng triệu người xem và theo dõi trên không gian mạng gây ảnh hưởng xấu đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân. Đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm, các luật sư nói các bị cáo thuộc trường hợp đồng phạm giảng đơn là không hợp lý. Viện Kiểm sát khẳng định các bị cáo phạm tội nhiều lần vì vậy, theo Nghị quyết 02 2018 của Tòa án Nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng án treo thì các bị cáo không đủ điều kiện để áp dụng án treo. Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát cũng nhấn mạnh việc bị cáo quân biết rõ động cơ mục đích các buổi live stream của bà Hằng là xúc phạm người khác, nhưng bị cáo vẫn nhiều lần tham gia với bà Hằng, do đó bị cáo quân là đồng phạm giúp sức cho bà Hằng. Tuy nhiên, luật sư của bà Đinh Thị Lan, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án cho rằng trong 3 tội theo các điều 331 Bộ Luật Hình sự tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, điều 155 Bộ luật hình sự, tội làm nhục người khác, điều 156 Bộ luật hình sự, tội vu khống thì tội danh theo điều 331 Bộ luật hình sự không phải là tội nặng hơn như quan điểm của cấp sơ thẩm. Luật sư đặt vấn đề trong vụ án này không có tổ chức hay cá nhân nào là bị hại, vậy thì có thỏa mãn cấu thành tội phạm, hành vi của các bị cáo có phải là tội phạm? Do đó, việc xử lý bà Hằng và đồng phạm theo tội danh của Điều 331 Bộ Luật Hình Sự là không thỏa đáng, có dấu hiệu vi phạm tối tụng không đúng với hướng dẫn của Tòa án Nhân dân tối cao. Theo Viện Kiểm sát, lý do để xử lý các bị cáo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự vì tội danh này trong cấu thành tội phạm có khách thể quan trọng cần phải bảo vệ. Nếu xử lý theo tội danh Điều 156 Bộ Luật Hình Sự thì các bị cáo phải phạm vào khoảng 3 của điều này, mới nặng hơn Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Tuy nhiên, các bị cáo chỉ phạm vào khoảng 2 nên áp dụng điều 331 Bộ luật hình sự là phù hợp. Còn áp dụng khoảng 2 điều 155 Bộ luật hình sự thì rõ ràng tội danh này nhẹ hơn điều 331. Đại diện viện kiểm sát cho biết có những tội danh sẽ không có bị hại cụ thể. Sau phần tranh luận, các bị cáo có kháng cáo được nói lời sau cùng, trình bày những khó khăn của bản thân và gia đình mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Hàng trăm người tụ tập trước tòa xét xử vụ Nguyễn Phương Hằng. Trước đó vào trưa cùng ngày, sau khi hết phiên tòa buổi sáng tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tạm dừng phiên xét xử phúc thẩm với các bị cáo trong vụ án Nguyễn Phương Hằng, mặc dù trời nắng nóng, vậy nhưng hàng trăm YouTuber túc trực tại các cổng ra của trụ sở tòa án. Quá trình diễn ra phiên xử nhiều YouTuber túc trực ở các cổng của tòa án để quay phim chụp hình phát sóng trực tiếp tại nơi xét xử bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, những người không được tòa án triệu tập đều không được vào khu vực xét xử để bảo đảm trật tự an ninh khi viên tòa diễn ra. Khi bà Đinh Thị Lan di chuyển bằng cổng này để ra ngoài, nhóm người lập tức bổ vây, họ hét. Cũng theo ghi nhận, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường đã phải đưa bà Lan di chuyển theo lối đi khác. Liên quan vụ án, bà Đinh Thị Lan có yêu cầu xem xét bà là bị hại của bị cáo Nguyễn Phương Hằng và yêu cầu bồi thường hơn 3 tỷ đồng tiền tổn thất tinh thần vật chất Bà Lan cho rằng bà Hằng đã thuê nhiều YouTuber tấn công khiến bà bị suy sụp tinh thần dẫn đến thiệt hại kinh tế. Nguyễn Phương Hằng, bị cáo có tội nhưng cũng có công Theo đó, vào trưa ngày 4 tháng 4, đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm giải quyết vụ án tại phiên tòa phúc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại Nam, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cũng như xem xét kháng cáo của hai người liên quan là Đặng Thị Hằng Ni, Đinh Thị Lan. Trước khi Viện Kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, Nguyễn Phương Hằng dù không có kháng cáo nhưng bà Hằng thừa nhận lời khai của các bị cáo là đúng. Đứng trước phi tòa, bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã có lời chia sẻ từ đáy lòng. Cụ thể bà Hằng phân trần, sau 2 năm, hôm nay là ngày bị cáo hạnh phúc nhất, bị cáo đứng trước tòa mà không kháng cáo, hãy cho bị cáo được nói lên lòng mình mà ở phiên sơ thẩm không được nói. Bị cáo có tội nhưng cũng có công, khi bị cáo ra tòa, các luật sư tòa án chỉ xoay quanh tội mà không xem xét đến công của bị cáo. Bên cạnh đó, khi được hỏi về việc lời khai của bốn bị cáo tại phiên tòa có đúng hay không, bà Hằng nói đúng. Bị cáo Hằng cũng nói rằng bà rất buồn vì mình mang tội, nhưng đúng ra là bà phải là người có công, nhất là bà đã tham gia nhiều hoạt động xã hội khác. Về việc có bàn bạc với ông Quân trong các buổi live stream hay không, bà Nguyễn Phương Hằng cũng thẳng thắn trả lời trước phiên tòa bà Hằng khai nhận bản thân tôi là người trưởng thành, tôi chịu trách nhiệm về những gì tôi làm. Thời điểm đó tôi và thầy Quân đều bị các đối tượng khác tấn công nên cùng đồng cảm. Thầy Quân là người am hiểu pháp luật, có thể hướng dẫn tôi các vấn đề pháp luật Tôi cũng không cập nhật được luật an ninh mạng do tôi ở nước ngoài nhiều, đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi. Những lời chia sẻ khai nhận về tội trạng của mình đã được bị cáo Nguyễn Phương Hằng nhận và vô cùng tranh chối trước hành động của mình. Đáng lẽ là người có công nhưng do không cập nhật được luật an ninh mạng ở nước ngoài nhiều, đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời bà. Trước đó vào sáng cùng ngày, bị cáo Nguyễn Phương Hằng đến phiên tòa với trang phục giản dị với quần tây màu kem phối với áo sơ mi trắng đánh son đỏ, buộc tóc gọn gàng. Bà Hằng liên tục cười tươi, nháy mắt mỗi khi thấy ống kính truyền thông hướng về phía mình. Tại đây, bà Phương Hằng liên tục hỏi han các bị cáo là nhân viên cũ của mình. Phiên tòa được bắt đầu theo đại diện Viện kiểm sát bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, buộc ông Đặng Anh Quân và ba bị cáo Nhi, Tân Hà, là đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng là đúng người đúng tội không oan sai. Các bị cáo Huỳnh Công Tân, Mai Lê Thu Hà và Nguyễn Thị Mai Nhi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Viện kiểm sát cho rằng không có tình tiết mới nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo. Về kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Đặng Anh Quân, Viện kiểm sát cho rằng ông Quân là người đã tiếp thêm ý chí cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Quân 2 năm 6 tháng tù là phù hợp với hành vi phạm tội. Đối với kháng cáo, bản án sơ thẩm của bà Đinh Thị Lan, bà Lan cho rằng bà là bị hại trong vụ án. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng cấp sơ thẩm xử phạt Nguyễn Phương Hằng về tội, lợi dụng các quyền tự do dân chủ là phù hợp. Khách thể đối với tội danh trên là các quan hệ quản lý nhà nước nên bà Lan và chính cá nhân khác là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Vì vậy, đối với các yêu cầu khác, Đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo người liên quan tuyên y án sơ thẩm. Bên cạnh đó, về việc có ý kiến cho rằng bỏ lọt tội phạm đối với ông Huỳnh Uy Dũng chồng bà Hằng, tuy nhiên viện kiểm sát cho rằng trong bản án sơ thẩm đã kiến nghị điều tra liên quan đến nội dung này. Tại bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tuyên ngày 21 tháng 9 năm 2023 đã phạt các bị cáo Nhi, Hà Tân mỗi bị cáo 18 tháng tù. Bị cáo Quân bị phạt 2 năm 6 tháng tù, bà Nguyễn Phương Hằng bị phạt 3 năm tù. Cả năm bị cáo cùng bị tuyên phạm vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Chiều cùng ngày, phiên tòa xét xử sẽ tiếp tục được diễn ra. Bị cáo Đặng Anh Quân khẳng định không xúc phạm nghệ sĩ Hoài Linh, chỉ là phản biện xã hội. Theo đó, bị cáo Đặng Anh Quân xin kháng cáo đồng thời giảm nhẹ hình phạt. Đứng trước tòa, bị cáo quân khai chỉ phản biện xã hội, không có ý định xúc phạm nghệ sĩ Hòa Linh. Bị cáo Đặng Anh Quân khẳng định không xúc phạm nghệ sĩ Hòa Linh. Theo đó, sáng ngày 4 tháng 4, tòa nhân dân cấp cao mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Đặng Anh Quân, 43 tuổi, cựu giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thị Mai Nhi, Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày trong phần xét hỏi bị cáo Đặng Anh Quân nói mình giữ nguyên đơn khai cáo theo đó người này đề nghị hội đồng xét xử xem xét một số tài liệu chứng cứ chưa được làm rõ tại phiên tòa sơ thẩm đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Cụ thể, bị cáo quân đã dành nhiều thời gian để chứng minh cho việc nội dung bị cáo cho rằng cáo trạng không phản ánh đúng bản chất lời khai của bị cáo, cũng như lời khai khách quan của bà Phương Hằng. Bị cáo quân cho rằng lời khai của mình, bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra không phù hợp với cáo trạng. Về cáo buộc, ông này xúc phạm ông Võ Nguyễn Hoài Linh, tức nghệ sĩ Hoài Linh cũng chưa được làm rõ. Liên quan tới nội dung xúc phạm nghệ sĩ Hoài Linh, bị cáo quân nói mình chỉ phản biện xã hội, trình bày 4 yếu tố cấu thành tội phạm và nói ông Linh không phạm tội. Người này nói bản thân làm việc trên để mọi người hiểu rõ về sự việc chứ không có mục đích xúc phạm. Tiếp đó, bị cáo quân nói, sau khi cơ quan chức năng kết luận hành vi của nghệ sĩ Hoài Linh không có dấu hiệu hình sự, nhưng có nhiều luồng quan điểm trái chiều. Từ đó, quân mới thực hiện buổi phát trực tiếp để mọi người hiểu rõ hơn sự việc. Một lần nữa, bị cáo Đặng Anh Quân khẳng định bản thân không xúc phạm nghệ sĩ Hoài Linh. Bị cáo phân trần, những clip được đưa đi giám định bị xáo trộn, cắt ghép nên mới cho rằng bị cáo xúc phạm anh Hoài Linh. Theo cáo buộc, ông Quân tham gia livestream để ăn ủi bà Phương Hằng. Về nội dung này, Nam bị cáo nói phần này không đúng, mục đích tham gia cùng bà chủ công ty Đại Nam để phản biện xã hội. Khi được tòa hỏi mối quan hệ với bà Vương Hằng, Quân nói mình và bà chủ công ty cổ phần Đại Nam có quan hệ xã hội. Bị cáo khẳng định tham gia không vì động cơ vụ lợi, không nhận lợi ích vật chất, không bàn bạc bà trước mỗi buổi phát trực tiếp. Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm ngày 21 tháng 9 2023, bị cáo Đặng Anh Quân bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Bên cạnh đó, trong sáng ngày diễn ra phiên tòa, vụ án có hai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo là bà Đinh Thị Lan và Đặng Thị Hàn Ni. Bà Lan có mặt và có hai luật sư bảo vệ cho mình. Về phía bà Ni đang chấp hành án tù nên có đơn xin xét xử vắng mặt. Đối với bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo và đang thụ án tù, nếu xét thấy cần thiết tòa sẽ hỏi. Trong phần thủ tục, chủ tọa phiên tòa kiểm tra thông tin và hỏi bà Đinh Thị Lan có yêu cầu gì không. Trả lời, bà Lan yêu cầu đổi một thẩm phán. Nếu ý kiến phi đại diện viện kiểm sát cho rằng lý do thay đổi thẩm phán của bà Đinh Thị Lan không phù hợp với quy định của phiên tòa nên đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận. Tuy nhiên sau khoảng 15 phút hội ý, chủ tọa phiên tòa cho rằng yêu cầu thay đổi thẩm phán của bà Lan không thuộc điều 49 điều 53 của Bộ luật tố tụng hình sự, do đó hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu của bà Lan. Trước đó, ngay từ sáng sớm diễn ra phiên tòa, lực lượng bảo vệ phiên tòa chốt chặn con đường dẫn vào khuôn phiên tòa án. Từ 9 giờ, bị cáo Nguyễn Phương Hằng được một nữ cán bộ cảnh sát dẫn vào phòng xử án. Trong phiên tòa phúc thẩm, bà Hằng trang phục giản dị với quần tây màu kem phối với áo sơ mi trắng. Ngay sau khi bà Hằng được đưa vào phòng xử án, luật sư Hồ Nguyễn Lễ đã đến trao đổi với riêng bà Hằng trước khi bà Hằng được đưa đến tòa. Luật sư Hồ Nguyên Lễ, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh bảo chữa cho các bị cáo đã đến phòng xử án cùng với các bị cáo đang tại ngoại. Sau khi thư ký phiên tòa thông báo nội quy phiên tòa, hội đồng xét xử vào phòng xử án và chủ tọa công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử. Phiên tòa phúc thẩm do thẩm phán Phan Đức Phương làm chủ tọa, cùng hai thẩm phán là Huỳnh Thanh Duyên và Lê Thị Tuyết Trinh. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên công tố tại phiên xử. Theo nội dung bản án sơ thẩm, hội đồng xét xử xác định bà Nguyễn Phương Hằng là chủ mưu, các bị cáo Nhi, Hà, Tân và Quân là đồng phạm. Với sự giúp đỡ của các đồng phạm, bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức nhiều buổi livestream, nội dung đề cập chưa được kiểm chứng và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cá nhân ông Võ Nguyễn Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, bà Đặng Thị Hà Nhi, ông Nguyễn Đức Hiển và bà Trần Thị Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh và ông Huỳnh Minh Hưng. 8 clip xúc phạm bà Hằng, ông Trần Văn Sĩ Khai, bị cáo không có động cơ cá nhân. Quý vị thân mến, sáng 1 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử ông Trần Văn Sĩ, 67 tuổi, luật sư và bà Đặng Thị Hằng Ni, 47 tuổi, luật sư, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước những câu hỏi của hội đồng xét xử liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng. Bị cáo Trần Văn Sĩ nói rằng, trí nhớ không tốt nên không nhớ rõ tài khoản YouTube đã sử dụng để công kích bà Hằng. Thời gian đăng tải các clip và bản thân làm YouTuber không chuyên nghiệp. Sáng 1 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức xét xử sơ thẩm bà Đặng Thị Hằng Ni, 47 tuổi, cựu nhà báo, luật sư và ông Trần Văn Sĩ, 67 tuổi, luật sư, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cáo trạng công bố tại phiên tòa cho biết, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, ông Trần Văn Sĩ sử dụng tài khoản YouTube Luật sư Trần Văn Sĩ, còn bà Đặng Thị Hằng Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook Nhà báo Hằng Ni để đăng bài tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm đến nhân phẩm danh dự uy tín của ông Huỳnh Uy Dũng và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng. Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng, cơ quan điều tra xác định bà Đặng Thị Hằng Ni đã có bốn phát ngôn đưa lên mạng xã hội các thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của cá nhân, tổ chức, trái quy định pháp luật, vi phạm điểm D khoảng 1, điều 17, luật an ninh mạng. Ông Trần Văn Sĩ đã đưa nội dung có thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đài Nam hai bị cáo Hàng Ni và Trần Văn Sĩ đã đưa nội dung bịa đặt sai sự thật, xâm phạm danh dự uy tín nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng, xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng. Bản thân bị cáo Trần Văn Sĩ có đăng 8 clip liên quan đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, công ty Đại Nam và quỹ từ thiện Hàng Hữu. Về clip Nguyễn Phương Hằng sử dụng kích thích để chửi bới nghệ sĩ cho đá miệng đăng trên YouTube vào ngày 15 tháng 8 năm 2021, bị cáo sĩ cho rằng những thông tin trong clip này chưa được kiểm chứng và bất lợi cho bà Nguyễn Phương Hằng, công ty Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng hữu. Tương tự, clip có tựa đề Công ty cổ phần Đại Nam và hoạt động chống rửa tiền vào ngày 10 tháng 9 năm 2021 với thông tin công ty cổ phần Đại Nam làm ăn thua lỗ, nợ ngân hàng chồng chất, mất khả năng chi trả, cựu luật sư cũng cho các thông tin này đều bất lợi có đơn vị liên quan. Về các thông tin đăng trong 8 clip đã đăng, bị cáo sĩ cho rằng dựa vào nội dung các buổi live stream trước đó của bà Nguyễn Phương Hằng và thông tin của báo chí. Khi được hội đồng xét xử hỏi bất lợi sao bị cáo vẫn đưa, cựu luật sư trả lời rằng bản thân lấy thông tin trên báo chí đăng tải về hành vi sai phạm của bà Hằng và bức xúc với sai phạm của bà Hằng, do đó bị cáo dựa vào đó để đăng tải các clip liên quan với mục đích cân bằng thông tin của bà Hằng đã đưa ra. Ông Trần Văn Sĩ khai rằng bị cáo không có động cơ cá nhân đồng thời cho biết thông tin đăng có sức lan tỏa trên mạng xã hội và thừa nhận nội dung bà Nguyễn Phương Hằng đăng tải trên mạng không ảnh hưởng liên quan đến bản thân. Thời điểm trước phiên tòa này đã có những tranh cãi về tội danh. Các cơ quan tố tụng cuối cùng thống nhất, vụ hai bị cáo Hằng Ni Trần Văn Sĩ chỉ phạm một tội danh và nay tòa án chỉ xử một tội. Viện kiểm sát trong cáo trạng đã chốt khi truy tố một tội danh với lập luận rằng kết quả điều tra xác định Đặng Thị Hằng Ni và Trần Văn Sĩ lợi dụng các quyền tự do dân chủ thực hiện nhiều buổi live stream trên không gian mạng, vi phạm các điểm A, B khoảng 3, điều 16, điểm D khoảng 1, điều 17 luật an ninh mạng năm 2018. Điểm A Xúc phạm nghiêm trọng danh dự uy tín nhân phẩm của người khác Điểm B. Thông tin bị đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự uy tín nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác Và điểm D. Khoảng 1. Điều 5. Nghị định số 72 trên 2013 NDCP Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân đã xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội. Cũng theo Viện Kiểm sát, hành vi này chỉ xử lý về một tội danh do Hàng Ni Trần Văn Sĩ đã bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo khoảng 2, điều 331 Bộ Luật Hình Sự, nên không có căn cứ để xem xét xử lý thêm về các tội làm nhục người khác và vô khống.